Chào quý độc giả đang theo dõi chuỗi tọa đàm trực tuyến Ca Talk. Kính thưa quý vị, Rồi, gửi kết quả lên đây. Người nào chạy ra chụp màn hình gửi lên. Chạy ra kết quả gì thì chụp màn hình gửi lên đây. Rồi Lê Bá Thắng đâu rồi? Mấy bữa nó chạy đâu cả rồi? Giờ thi ngày em nổi thế? Có cái mic em phải đeo tay ngái vào mới nổi được. Chạy dạ đi thì chơi em chị. Đó cái xong chạy chụp màn hình đưa lên xem nữa. Dạ thì chơi em chị. Em mới khởi động lại mắt lắm. Những người khác, những người có mô hình nên chạy đi chạy cũng được cả, hay là mô hình đấy là mô hình làm để đối phó đó đấy, bị lỗi file thôi. Đặng Huỳnh Kim Tâm, như vậy là hai cái lực hay là moment ra là nó có dạng như thế này đấy hả? Rồi người khác đâu? Tiếp tục. Tiếp tục đâu nào. À, để xem nó có cái bài giảng điều khiển robot chưa này chứ. Bài giảng điều khiển robot. Bài giảng đấy rồi. Có đây hết. Xem. Như vậy là chỉ được con mỗi Đặng Huỳnh Kim Tâm là coi như thấy có chạy được, có chạy cái mô hình đúng sai thì không biết. Nếu có những người khác là coi như mô hình làm ra bữa giờ là coi như là không có ý nghĩa chi cả. Rồi. Thực ra là mô hình là phải mỗi người tự làm mỗi kiểu chứ không được copy của nhau, bởi vì là phương trình thì giống nhau nhưng cách xây dựng mô hình nhé, cách thể hiện hình thức mô hình là
Nếu mà mỗi người tự làm thì chắc chắn là nó không thể nào giống nhau được. Đấy. Do vậy là ta phải tự xây dựng lấy. Đó là kể cả robot, kể cả động cơ. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp đến phần là điều khiển mờ, light và bù mờ cho robot. À, điều khiển mờ light và bù mờ cho robot. Đấy. Thì như thế nào gọi là điều khiển mờ light? Chúng ta quay trở lại với cái mô hình của robot đây. Đấy. Thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp điều khiển theo mô hình động học động lực thuần. Điều khiển theo mô hình động lực thuần. Như vậy là chỗ này á, chúng ta sẽ cho cái lực ép nó chạy ra trước, còn vị trí nó chạy ra sau. Đấy, mô hình động lực thuần. Ta đưa cái này vào đây. Đấy. Bây giờ ta sẽ thiết kế cái bộ điều khiển cho robot này ở dưới dạng mờ lai. Thì muốn thiết kế điều khiển mờ lai, trước mắt chúng ta sẽ bỏ qua động cơ. Bỏ qua động cơ. Do vậy ở đây sẽ là bộ điều khiển. Thứ nhất là bộ điều khiển PID. Cho nên là bộ điều khiển PID, PD thôi. Đấy, bộ điều khiển PD. Ta không cần phải tích phân nữa đấy. Và tiếp theo trước đấy là bộ điều khiển M. FLC. Thôi cho hai cái của chúng cùng một luôn. FLC của chúng ta. Bộ điều khiển mờ. Đấy. Điều khiển mờ này sẽ đưa ra ở đây là giá trị là KP. Một là bộ PID 1, PID 2, và đưa ra đây giá trị sẽ là KP 2. Và để được thiết kế bộ điều khiển mờ này thì chúng ta cần đưa vào đây sẽ là hai quỹ đạo đặt Q1 và Q2 trước. Đấy. QD1 và đây là QD2. Ở đây chúng ta phản hồi lực, lực phản hồi Q về cái bộ điều khiển M. Đấy, tất cả cái này thì nằm trong cái ý tưởng phản hồi. Đó. Và đấy. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ xây dựng cái bảng điều khiển. Đúng không nào? Khởi đầu vào là F1. Đầu vào gọi là F1, F2, đầu vào của FLC đấy. F1, Q2, đây là QD1, QD2, để toàn bộ cái đầu vào và đầu ra. Ra
copy 1, copy 2, chỉ được cái đi 1 nữa, đi 2 nữa. Đấy, ta có thêm cả cái đầu ra là KD nữa luôn. À. Đấy, KD. Đấy. KD. Tức là cả hai đi biến đầu vào luôn. Như vậy là cái bộ điều khiển mơ của chúng ta sẽ dừng đấy. Đúng không nào? Sẽ có 4 cái đầu ra và 6 cái đầu vào. Đấy. Như vậy bộ điều khiển mơ FLC này có 4 đầu ra, có 6 đầu vào, 3, 4 đầu ra. Đấy. Thế để xây dựng cái này chúng ta phải làm ra 4 cái những cái bảng khác nhau ha. Ta sẽ dựng ra cái bảng. Ví dụ đây, ta tất nhiên ta phải mơ hóa trước nhưng mà cái bảng tôi gợi ý thôi. Đấy. Bảng như đấy. Là như thế ha. Vân vân. Đấy, tổ hợp như vậy. Bảng này có nhiều cụm. Đấy. Mình chia ra đúng không? Như vậy là bên những cái thứ này chúng ta sẽ cung cấp cho cái miền với miền giá trị của là cả cái đầu vào này. F1, F2, Q1, Q2, QD1, QD2. Thực ra QD1, QD2 thì nó với Q1, Q2 thì nó chỉ cần tạo ra cái sai lệch thôi. Thành ra cuối cùng là chỉ cùng là hai đầu vào ha. Còn lực ép thì nói là đầu ra điều khiển của bồn PD thì người ta đưa vào nếu cần người ta đưa, còn nếu không thì thôi. Thế nên ví dụ ở đây chúng ta có là cái là gì, là Q1 ha. Rồi là Q2 ha. Rồi là gì hả, QD1 2 rồi là một cái trạng thái. Thì như vậy đầu ra nó được thể hiện trong bốn cái ô, mấy cái ô ở giữa này. Đấy. Đấy. Thế những cái giá trị Q1, Q2 này là giá trị chúng ta phải mơ hóa nó ra. Đấy. Cho nên thực ra là nó sẽ có nhiều cái giá trị ở trong đấy. Đó. Chính xác là Q1 nó phải đưa ra nhiều cái giá trị ở trong này, F1 đưa ra nhiều giá trị ở trong này này. Nó tổ hợp lên. Thế thì đối với bộ điều khiển như thế này thì chúng ta có thể chỉ cần lấy Q1, Q2 và chúng ta đánh giá thông qua cái sai lệch E để đưa vào bộ PID thôi. Đó nè, PID đương nhiên đầu vào nó phải là sai lệch E rồi. Đấy, chúng ta cái chỗ này chúng ta phải cho nó là đây, này là phải chia nhỏ nó ra nữa. Như 3 miền chẳng hạn. Chia nhỏ ra 3 miền đi. Đấy. Nhiều là miền nhỏ, rồi vừa, rồi lớn, rồi nhỏ, rồi vừa, rồi lớn, rồi nhỏ, rồi vừa, rồi lớn. Đây là thế đúng không? Nhỏ, rồi vừa, rồi lớn. Bên này chúng ta cũng chia ra là 3 miền. Đấy. Nhỏ, vừa, lớn, nhỏ, vừa, lớn. Như vậy kết quả chúng ta sẽ có khá nhiều miền ở trong này. Khá nhiều miền ở trong này. Ví dụ đây một miền đây. Đấy. Đấy.
Đây là điều khiển cho một cái tham số. Thế thì về cái lý thuyết thì ta có thể điều khiển cả bốn tham số. Kp1, Kp2, Kd1, Kd2. Nhưng mà để cho nó là trong thời gian vấn đề học người ta thôi, ta có thể bỏ qua Kd1 và Kd2. Coi như là rằng nó là hằng số đi. Ta có thể bỏ qua cái này. Đấy. Chỉ giữ lại là hai cái bảng, một bảng này là bảng của Kp1. Và cái bảng còn bảng tương tự như thế là bảng của Kp2. Bảng này của Kp1. Đó. Và cái bảng là thứ hai tương tự như thế nhưng mà dành cho là Kp2. Kp2. Rồi. Thì đây là cái yêu cầu chúng ta phải làm trong sáng nay. Nếu mà người nào mà sử dụng sai lệch ấy, thì có thể giảm bớt cái số biến được. Nhưng mà giảm bớt được thì hai ô cột của cả quy 1, ví dụ quy D1, quy D2 thì còn lại là quy 1, quy 2 và E1, E2. Điều khiển cẩn thận thì nó ra như thế, còn nếu không ta có thể giảm bớt. Đó nè. Bởi vì đầu ra quý ép lên lên cái phản hồi trạng thái rồi. Còn quý là phản hồi đầu ra ở trong này. Thế thì là ta sẽ xét trong mấy trường hợp. Thứ nhất, một là phản hồi đầu ra. Hai là phản hồi trạng thái. Thế thì chúng ta thực hiện bài 1. Điều khiển đầu ra. Như vậy là khi mà chỉ điều khiển theo phản hồi đầu ra thì chúng ta sẽ bỏ được cái phản hồi F. Vậy là còn lại Q1, Q2, QD1, QD2. Đó nè. Thì cái bảng điều khiển lúc này á, nó sẽ gọn hơn. Lúc này nếu phản hồi đâu ra thì nó sẽ gọn gàng lại. Đây. Nó chỉ còn lại là Q1, Q2 và E1, E2. Đây là Q1, Q2 và đây là E1 và đây là E2. Trong đó là gì? Trong đó là E1 bằng là QD1 trừ cho Q1 và E2 bằng QD2 trừ cho là Q2. Đấy. Thế thì chỉ còn lại và mỗi Q và E như thế chúng ta chia cho được mắt ta chia nó làm 3 vùng. Đấy, nhỏ, vừa, lớn. Giá trị á, à. Đấy. Rồi sai lệch cũng tương tự như thế, nhỏ, vừa và lớn. Đấy. Đây. Nhỏ. Vừa. Lớn, nhỏ, vừa. Và cái E tương tự như vậy, à, nhỏ, vừa,
lớn. À không, nếu mà xếp thế này thì nó sẽ không phù hợp lắm. Nó phải tổ hợp của tất cả những cái này cơ. Giờ bạn phải làm lại rồi. Đây là Q1, Q2 này. Tức là một rồi ba cái này, nếu mà ba cái này phải có 9 tổ hợp tất cả. Rồi làm công cuộc cho nó dễ đi. Bảng nó phải 9981 9 10 thêm cái nữa. Thì đây là Q1 tổ hợp Q1 Q2. Và đây là tổ hợp E1, E2. Đấy. Đây, tổ hợp. E1, E2. Và đây là tổ hợp E1, E2. Đấy. Thế thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thêm cột nữa. Chèn thêm cột phía bên trái nữa. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Được rồi. À, cái này cho nên cửa lại. Rồi. Thế thì tổ hợp Q1, Q2 á, là thế này. Cái một cái hai và tố mau nổ này. Mau rồi. Rồi như vậy đây là nhỏ nhỏ này. Vậy là nó ra ở giữa hết cho nên dễ nhìn. Ở đây là nhỏ với vừa này. Ở đây là nhỏ với lớn này. Rồi đây là vừa với nhỏ này. Đây là vừa vừa này. Đây là vừa với lớn này. À quên. Trường cột bên này chứ, của cái é này chứ. Rồi là lớn với nhỏ này. Lớn với vừa này. Lớn với lớn này. Tương tự bên này cũng thế này. Nhỏ nhỏ này. Nhỏ vừa này. Nhỏ với lớn này. À, vừa với nhỏ này, vừa vừa này, vừa lớn này, lớn với nhỏ này, lớn với vừa này, thêm một cái nữa. Và lớn với lớn, đấy. Như vậy tổ hợp E nó có là cũng 9 cái tổ hợp và bên này có 9 tổ hợp. Như vậy chúng ta sẽ dựng cái bảng 81 cái tổ hợp này vào đây. Đó. Tám cái tổ hợp này bỏ đưa vào đây đấy, xây dựng tám tổ hợp đấy này, bỏ đi không cần đây. Thế thì sau khi chúng ta xây dựng tổ hợp Q1, Q2 và tổ hợp E1, E2 này thì chúng ta sẽ điền giá trị KP vào đây. KP có thể có những càng mìn thì nó càng tốt, có thể chia ra 5 mìn. Đó nào. Nhỏ nhỏ rồi là nhỏ vừa rồi là vừa rồi lớn rồi lớn lớn đi. Đã xong rồi là đưa vào đây. Để mà lập cái bảng này. Và sau đó là KP có rồi thì chúng ta là đưa vào điều khiển cho
KP nhập vào trong cái bộ điều khiển PID này để mà điều khiển cho robot. Mọi người có ai chưa hiểu cái bảng này không? Hả? Mọi người có ai chưa hiểu cái bảng này không? Thế khi nếu mà đưa bố bố đấy phú dí công bot nữa thì mình phải đưa vào để ba đầu vào rồi. Bây giờ đây là có hai đầu vào, có bốn đầu vào là Q1, Q2 với là E1, E2 đấy. Thế nên có bốn đầu vào. Đấy. Thấy chưa? Dạ. Còn đầu ra thì có KP1, KP2 là hai đầu ra. Được chưa nào? Đây đây, như vậy là nhân vậy là với cái này chúng ta sẽ phải xây dựng là bốn ô vào đấy. Đó nào. Đây, đầu ra của nó đấy. Đấy. Như vậy đầu vào của nó sẽ là đây Q1, đầu vào thứ hai là Q2, tức là phản hồi hai cái phản hồi của vị trí, đầu vào thứ ba là E1 sai lệch tốc độ thứ nhất, vị trí thứ nhất, đầu vào thứ hai là E2 thứ sai lệch cái vị trí thứ hai, đầu ra là F1, đầu ra là KP1, ra này là KP2. Đấy, cái sơ đồ hình mơ là như thế. Yêu cầu chúng ta thiết kế bố mơ như vậy. Yeah. Có ai chưa rõ không nào? Thế mà hai cái đó tổ hợp lại mà đấy. Hai cái đó tổ hợp cho nên em phải có hai cái bảng như thế này. Được rồi. Em sẽ có hai cái bảng, bảng này dành cho KP1 này. Điểm đến đây, đến đây. Một cái KP1, cái KP2 này đấy chứ. Em hiểu không nào? Thì như vậy là một cái bảng KP này nó sẽ có tất cả là bao nhiêu phân tử? Là 98 phân tử hết, là 981 phân tử hết. Đúng không? Thì như vậy là cái hai cái sẽ có tất cả là 162 phân tử. Đó. Ví dụ như đây, nếu như đầu vào là Q1, Q2 này là N, Q1, N, Q2, N và E1, N, E2, N thì KP bằng mấy đó. Đó, ví dụ đấy. Đó, như trong cái cuộc này thế để chỗ này là KP bằng là nhỏ nhất đi, thấy nhá. Đó. KP là nhỏ nhất. Thì cái này sẽ tương đương với cái dòng lệnh là chứ. Thế là đúng không? Q1 bằng N đúng không? N Q2 bằng N N E1 bằng N, N, E2 bằng N, N, đúng không? KP1 bằng N, N. Ra đã rồi chứ nào? Đấy. Dạ rồi chứ. Đấy, ô thứ nhất, ô thứ hai tương tự thế. Nên nếu mà các em làm thì có thể 3, 4, 3, 5 chung một bài đi cũng được. Thì như vậy là mỗi người ví dụ phụ trách cho khoảng cỡ là 20 ô thì hoặc là 40 ô đi, thì như vậy là 4 người là phụ trách hết 162 ô. Nói cho thắng. Thì mọi người sẽ việc khoảng là 40 dòng như thế này này. Hiểu chưa? Dạ. Thì 4 người sẽ việc được 160 dòng, nó copy nó mà dán vào trong cái bảng của mơ á. Bảng luật mơ á. Hiểu chưa nào?
đấy như đấy này, thế này xong rồi có pi này, con c này, rồi xong rồi là muốn đưa vào trong cái bảng mơ, ta thiết kế cái luật mơ đấy là luật mơ của nó đây, thì có đây rồi này, nhưng có thể copy vào đây, giảm vào đây cũng được. À nó không giảm được à, nó phải thiết kế từ trên này nhưng nó không cho mình giảm đấy, thì là ép vào cái đường trong để copy được như đóng này con này. Copy được, copy cũng được. Nên là thì chịu là người nào mà tự làm người nấy cho copy cũng chả được, chỉ có là ngồi góp ý với nhau mà làm. Rồi xong cái này bởi là cái này để nguyên cho cái này chạy trước, cái này trên cái sau 1, 2, 3, 4 đây đây đấy, ví dụ như thế. Ta xem hôm nay là được mở hỏa bao nhiêu, đây là bộ trong này nó đã là chia ra là ba, chia sẵn cho mình ba cái, với ta cứ dùng ba cái để cho nó ngắn gọn cái đã. Thì với tổ hợp như hồi nãy đó, ba cái nên bên này bốn, bên này là hai, thì như vậy là nếu mà bốn bên này mà thành ra 81 cái tổ hợp cũng nhiều rồi. Đấy. Rồi, đã bắt đầu làm đây, để ai chưa rõ chỗ nào thì hỏi. Bắt đầu làm. Đây thì phải tự làm thôi chứ không. Bữa tôi copy được hóa ra copy không được. Nó cũng nhanh, thật ra nó cũng nhanh đó. Nay cho hôm nay. Cái này chọn cái này xong quay về lại thì đến cái này đấy. Chọn cái này thì thế người ta làm thế, như thế là 162 tổ hợp luôn rồi đúng rồi, thì mơ thì nó thế thôi chứ, mình tưởng copy được hóa ra copy cũng được thì thôi phải tự làm thôi, nó không cho mình copy. Cái này ra cái nào ra người nấy. Chịu khó ngồi làm, không còn cách nào khác. Rồi. Có ai thắc mắc cái gì nữa không nè? Như vậy chỉ có thấy là giờ có Thắng hỏi mấy câu với con mấy bạn khác là không thể hỏi hắn cái gì, thôi cứ lặng lẽ thì mới làm ấy. Thầy ơi, nãy em thấy cái đầu ra thầy chia là nhỏ người lớn mà sao trong này lại ra kết quả là nào thầy? Không, đâu ra thế này nắm cái mà cái này nói đấy mà. Đầu ra là gồm có là tức là KAP là có 5 cái mức chứ. Thế này, trong cái mơ này này là KAP này là khoảng 5 mức này. Thêm cả ép vào đây thêm hai cái nữa. Hai. Thêm vào đây cái nữa. Đó, đến đó. Đây xong thêm này. Để thêm hai cái đây, các em bỏ thêm hai cái nữa cho đủ. Như về cái này á, này nhiều đây chạy quả đó, nhưng không đến một nó cho không đi. Đến là 0.25 đến 0.5 cái này đến 0.25 cái này từ 0.25 0.5 như này 0.75. Cái tiếp theo này là 0.5
0.75 là 1. Và cái này á chạy tiếp từ 0.75 đến 1. Đấy, vậy là ta có 5 cái đầu ra như vậy. Và chỗ này ta ký hiệu là NN. Chỗ này ta ký hiệu là nhỏ, rất nhỏ đấy, cái này ký hiệu là NV. Và cái này ký hiệu là V. Gì đấy? Rồi gửi đi cái nào. Rồi. Tiếp tục rồi cái này là ký hiệu là V. Cái này ký hiệu là L. Cái này ký hiệu là LL. Như vậy ta có tất cả là 5 cái đồ ra, 5 cái miền là mơ hóa của đồ ra như vậy. Đồ ra Q1. Thực ra chỗ này không phải KP1. Tương tự như thế cho là cái KP2. Rồi, đó, đầu ra thì có 5. Rồi, Lý Quỷ Văn còn hỏi cái gì nữa hay là người khác còn hỏi cái gì nữa? Còn hỏi cái gì nữa thì hỏi cho luôn. Xong rồi là bắt tay vào làm. Rồi, để chúng ta không hỏi cái gì thêm mọi người bắt đầu làm. Mình chỉ cần cái mô hình robot thôi chứ, cần cái mô hình động cơ về trước không ấy. Nên bây giờ không cần động cơ, coi như là bộ điều khiển PID, PD này là đưa thẳng lực điều khiển luôn rồi. Coi như động cơ được ẩn vào trong cái bộ PD luôn rồi. Yeah. Bước 1 là bài 1 đơn giản thì cái đá, bài 2 mà đưa động cơ vào. Đó, bài 3 mà khó đến nữa, cứ chân dân lên. Tuần sau kiểm tra giờ kia đấy ngay lo mà làm chứ thôi đến lúc giáo cho mỗi người mỗi bài khác nhau mà làm ra là chết á. Thôi kiểm tra bên chị ấy mặt láp rồi đấy. Ủa thì phải làm mới làm trên mặt láp chứ. Đến chị. Đây là mình nộp phải vậy là nộp phải chị đấy. Làm trên mặt láp xong rồi nộp kết quả lên pha chụp vào trong phải cuộc mà nộp chứ còn phải chị. À dạ. Người nào phải lo mà làm với chân thôi, chủ quán rồi. Rồi, quán có thắc mắc như là thì bắt đầu làm hay 9 giờ đây đó. Cái chứ kỳ có tính toán chứ không thầy? Hay là mua sắm thôi thầy? Cái gì? Giữa kỳ hả thầy? Lo mà làm bài tập đấy, bài tập này là giữa kỳ đó. Anh muốn làm bài chỗ này mà không làm thì đừng hòng nói chuyện giữa kỳ. Dạ. Hay làm robot 2D đó thôi đây. Còn 2D thôi. 3D dạ. Để dành bữa sau. Bây giờ là 2D cái đã. Rồi, thôi làm đi, đó. Giờ kia cũng là mô phỏng luôn, điều khi bộ điều khiển luôn. Cho nên là bài này mà không làm được thì giờ kia đừng có hòng nói chuyện làm. Rồi. 9 giờ, đúng 9 giờ hết. Bắt đầu làm từ 9 giờ. Từ 9 giờ đến 10 giờ là báo cáo lần 1. Đấy. Và tiếp theo là bây giờ 30 báo cáo lần 2. Đấy, bây giờ ta có 1 tiếng đồng hồ để làm trước. Đó, xây dựng cái mơ rồi là điều khiển cái pi cá pi đấy nhá. Đấy là trước đến 10 giờ, 10 giờ xong rồi xem kết quả. Không đủ luật thì cứ để thử chạy cái đá, xong sau đó là lại thêm luật vào. Rồi.